Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay em giới thiệu những người anh em chỉ còn duy nhất là ba cặp Batten House nữa ha. Ba cặp Batten House lò bãi ba tấc, hàng chính hãng công ty ha. Model đó là GT Sơ 12 ha. Một thương hiệu nổi tiếng của Tây Ban Nha, nhưng cái đôi lò này là lò chính hãng được sản xuất tại China ha. Đấy, một đôi lò bắt ba tấc cực là chắc. Người anh em nào muốn tìm hiểu thêm nữa thì lên trang web Google search cái model lò ba tấc Batten House Sơ 12. Thì nó sẽ ra có rất nhiều đơn vị bán lo này ha. Và giá nào đó, giá mới đập hộp nó dao động từ 19 đến 21 triệu ha. Thì những cái clip trước em đã làm cái clip quay nội thất cũ lo bát chép phân tầng thùng bọng đầy đủ hết không. Và em chỉ còn mấy đôi này thì hôm nay em đã sơn lại, vừa sơn lại cho nó đẹp tí. Lưới rồi keng rồi em sơn lại một tráng hết rồi, nhìn cho nó đẹp ha. Bây giờ anh em chỉ việc bưng về để ngắm thôi, nghe thôi ha, không có sơn sửa nào đâu không. Và cam kết là cũ lo cũ bách, cũ chép phân trần là riêng nguyên bản, không có khái niệm sửa chữa ha. Đấy, và cái thùng đó thì em bưng ra em đỡ ngồi một cái quay ra anh em thấy keo hồng đồ lên đúng đậm chất xịn sò luôn ha. Thùng là thùng tân luôn, thùng tân ha, thùng cân có lỗ trống đồ đầy đủ hết ha. Thùng cân có một tay cũng làm sơ rinh luôn. Đấy, thùng cần rất đẹp không? Và con này hát cho động cơ thì miễn bàn. Đặc biệt là anh em nào có đi lắp phòng khác thì chơi đôi này với một quả súp nữa thì nhất luôn. Mà nếu mà không không gian nhỏ thì cũng cần súp luôn. Mấy cái này bên Trung Hoa anh Hùng đem nó sơn đen lên cái màu tù lua luôn ha. Màu tù lua luôn, màu dơ như con trâu luôn ha. Đấy, màu đen nó là sơn 12 nè anh em. Công suất của nó là 350W, công suất pro game nó là 700W ha. Hàng chính hãng Made in China ha anh em ha. Made in China. Còn tem bọng đầy đủ Batten House 12 ha. Em chỉ còn duy nhất một đôi, hai đôi, ba đôi thôi ha. Ba đôi. Nhưng mà em test nhặt mộc này từ cái máy tính này. Đi qua con đẩy này, hai cái dây lo này này. Đấy, hai dây lo đấy đi lên lo thôi, không có qua một cái thiết bị nào hết. Nhưng mà em mở cho anh em nghe thử này. Test mọc không là nó đã hay, và đặc biệt là cái tiếng vocal rất là hay ha. Và giá vẫn giảm giá so với đợt trước 300.000 ha. Đợt trước thì 9.8 triệu, nhưng đợt này em còn 3 đôi em bán thanh lý cho anh em về xài cho nó hết để làm lô mới ha. Thì hôm nay em bán 9.5 triệu một đôi ha, 9.5 triệu một đôi. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha, 0909043679. Ok, người anh em rất cảm ơn người anh em đã quan tâm theo dõi clip nha. Thân ái chào tạm biệt.